Em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của Tòng An Phát nha. Thì hôm nay sau lưng em đây là một con xe Thaco Fusion, xe ben nha. Đời 2008, hai cầu luôn nha, hai cầu ha. Xe ben hai cầu rất là đẹp luôn. Đời 2008 mới đăng kiểm luôn nha. Con này em mới vừa đăng kiểm ha, vỏ lốp thì còn hai vỏ đầu lốp rất là đẹp luôn ha. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe, giới thiệu cho anh chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo như thế nào ha. Mọi thông tin chi tiết bà con mình vẫn liên hệ số điện thoại cũ của em ha, số Zalo cũ của em luôn, cứ nhắn tin trực tiếp trên Zalo sẽ có hình ảnh, có báo giá chi tiết cho anh chị em bà con của mình luôn. Thì bà con mình hãy xem hết cái video này, em dành bà con chỉ dành ra 5 phút để xem cái video con xe ben này thôi ha. Xe ben hai cầu em sẽ chi tiết hơn cho bà con mình cùng xem và cùng tham khảo nha. Con hãy đi theo chân của em nha. Đồng sơn thì còn khá là liền xe, khá là đẹp nha mọi người. Xe 2 tấn ha, 2 cầu luôn. Mọi chức năng trên xe còn hoạt động tốt nha. Đó, cầu số đít vỏ lốp còn rất là đẹp luôn ha. Có số mạnh, có số rùa luôn nha. Đó, 2 tấn tròn nha. Đó, con này chắc cỡ khoảng từ 4 khối đến 5 khối ha, mới đăng kiểm luôn. Đăng kiểm còn rất là dài luôn nha mọi người. Đăng kiểm em này em mới vừa đăng kiểm luôn, vỏ lốp thì hai lớp đầu còn đẹp nha. Hai lớp đầu thì chủ mới thay chắc cũng được vài tháng rồi ha. Đó, nội thất đồng sơn còn khá là liền xe. Thì con này bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 87 triệu nha. 87 triệu nha. Đó, bà con mình chỉ bỏ ra 5-6 phút đồng hồ để xem cái video của em thôi. Thì em không có làm mất thời gian nhiều của anh chị em bà con của mình đâu. Thì em sẽ quay từ phần khung sườn sắc xi của nó, sắc xi không gãy không mục nha. Thùng bọng mới sơn lại, chủ mới sơn lại rất là đẹp luôn ha. Vỏ lốp ở đây ha, hai vỏ sau thì bên lơ thì còn xài tạm được nha mọi người. Nói chung xe ben mà không có còn liền được hết như mấy cái xe tải ha. Đó, thùng sàn thì cực kỳ đẹp, cực kỳ vip luôn. Đó, khung sườn sắc xi không gãy không mục mọt nha. Đó, xin nhắc lại bà con mình ha, khung sườn sắc xi gầm số ha, máy cực khỏe luôn. Máy con này thì bao chắc, bà con mình cứ đến trực tiếp cửa hàng bên em xem xe và theo dõi ha, theo dõi ha, để chi tiết hơn nha. Và bây giờ em sẽ lên cái phần leo lên bánh xe nè, em leo lên cái phần thùng sàn để cho bà con mình cùng xem nó như thế nào ha. Đó, đồng sơn nội thất ngoại thất rất là sạch sẽ. Đó, bây giờ em sẽ lên cái phần thùng sàn đó nè, thùng sàn nó đi. Thùng sàn nó rất là đẹp luôn nha. Thùng sàn rất là đẹp nha mọi người. Thùng sàn không phải chê nha. Thùng sàn nói chung là không bị xe này, nói chung là người ta chỉ chở cát, cát với lại đá mi thôi chứ không có chở đá trẻ, cho nên là nó cái thùng ở phía trong nó cũng còn rất là liền xe, rất là đẹp thùng ha. Hai vỏ lốp sau bên tài nè, còn xài tạm được ha, xài tạm khá là ok ha. Có bình dầu này thì nó hơi mớp nè, có bình dầu để hơi mớp tí nè. Rồi bây giờ không có nói vòng vòng nữa, lên thẳng cái cabin rồi em đề xe cho anh chị em bà con mình cùng nghe âm thanh tiếng máy của nó như thế nào nha. Mọi thông tin chi tiết bà con mình liên hệ sớm với em nha, và bà con đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em và đóng góp ý kiến cho em nha mọi người, để biết thêm thông tin về xe và để có được cái giá tốt nhất cho mọi người đến mua xe tại cửa hàng bên em nha. Anh em có thu mua xe cũ, bà con mình có xe tải cần bán thì cứ alo cho em ha. Rồi, đề máy cho bà con mình nghe. Máy rất là nhạy độ ha, máy cũng khá là nhạy độ. Số nó vô rất là nhẹ luôn nha anh chị em bà con mình. Số rất là nhẹ luôn ha. Số rất nhẹ. Máy thì gang ti nó hơi lớn nha, gang ti con này thì nó hơi lớn, nó hơi mớp, giăng lá cái này hơi mớp cái này chút. Ngoài ra đồng sơn vỏ lốp thì còn xài khá là ok nha. Thì bà con nào thật sự quan tâm cái dòng xe này thì cứ alo cho em nha. Giờ em sẽ mở cái máy lên cho bà con mình cùng xem nha, coi thử nó có đổ hơi hay không ha. Đó, rất là đẹp nha. Máy móc khá là ok nha. Máy khá là ok luôn.
máy nghe khá là lực nha, máy bao lực.